Thì em đi hát hỗ trợ tên Băng Nhi. Băng Nhi gọi nhà tên gì? Nhà em tên Tò. Em nghĩ đâu này rồi. Sao vậy? Thì con người mình mà khi mà sinh ra tay không thì về cũng tay không luôn các chú anh chị. Xin kính chào các chú anh chị quý khán giả đang xem Cơ Hoàng Xanh. Lời nói đầu tiên cho Hoàng Xanh gửi lời chúc đến tất cả các chú anh chị, toàn thể quý bà mẹ, những người chị, những người cô, những tất cả phụ nữ Việt Nam có ngày 20 tháng 10 thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì Hoàng Xanh chia sẻ tất cả các chú anh chị là một ngày rất là đặc biệt với Hoàng Xanh, đó là ngày sinh nhật của Hoàng Xanh của chú chị là ngày 20 tháng 10 luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ là sinh nhật này thì không có náo nhiệt, không có xô bồ và không có tổ chức. Bởi vì ngày hôm nay thì Hoàng Xanh đã làm một cái điều nho nhỏ, đó là Hoàng Xanh là mua gạo để phát cho bà con khó khăn tại địa phương của Hoàng Xanh. Cho nên thì Hoàng Xanh mong muốn chia sẻ cái điều tốt lành này đến toàn thể của chú chị với khán giả. Cũng mong sau này của chú chị ơi luôn yêu mến kênh Hoàng Xanh, để cho Hoàng Xanh có điều kiện để Hoàng Xanh có thể tiếp tục làm những cái điều ý nghĩa thế này. Tại vì thay vì sinh nhật thì Hoàng Xanh ăn uống đi chơi tụ tập, thì Hoàng Xanh nghĩ rằng là mình nên dùng số tiền đó mình sẽ chia với bà con khó khăn thì ý nghĩa hơn. Bởi vì Hoàng Xanh xuất phát từ điểm số 0 của chú chị. Ngày xưa nhà Hoàng Xanh thì cũng nghèo khó nè, làm thuê rồi cũng không có tiền để mua gạo. Đến lúc mà nhiều khi hết gạo mà đi mượn gạo thì rất là khó. Cho nên thì nhiều khi cũng ăn cháo nữa. Cho nên Hoàng Xanh thấy gạo đối với những hoàn cảnh khó khăn thì họ rất là quý. Cho nên thì ngày hôm nay thì Hoàng Xanh làm điều nhỏ nhỏ như thế này, thì Hoàng Xanh cũng mong chia sẻ được phần nào nỗi khó khăn cho bà con tại địa phương của Hoàng Xanh. Kính thưa các chú anh chị, thì trước mặt Hoàng Xanh đây là ly nước ấm của chú anh chị. Thì ở đây là hạt chia, cái này là mỗi buổi sáng thì Hoàng Xanh hay uống. Nên giờ thì Hoàng Xanh sẽ pha hạt chia với nước ấm nha. Đó, Hoàng Xanh sẽ quậy lên của chú anh chị. Mỗi buổi sáng thì Hoàng Xanh uống cái này, Hoàng Xanh cảm thấy rất là có năng lượng và rất là tốt. Và trên tay của Hoàng Xanh đây của chú anh chị là chai mật ong ruồi. Mật ong rừng nguyên chất của Hoàng Xanh đem từ rừng U Minh về, là hiện tại phân phối cho em trai Thanh Thế của Hoàng Xanh và em trai Hoàng Anh luôn. Cho nên thì ba anh em phân phối mật ong rừng này của chú anh chị. Cái này là mật ong ruồi đây, mật ong ruồi thì sẽ có ghi ruồi đây. Đó, ngày hôm nay thì Hoàng Xanh uống mật ong ruồi nha. Thì giá cả thế nào của chú anh chị biết rồi đó, có gì gọi điện cho Hoàng Xanh qua số điện thoại trên màn hình. Bây giờ sau khi mà Hoàng Xanh bỏ hạt chia vô ha, hạt chia vô với mật ong vô và nước ấm này, thì chúng ta sẽ có một cái dung dịch uống rất là tốt cho sức khỏe nha. Thì bây giờ Hoàng Xanh sẽ bỏ mật ong vô của chú anh chị. Mật ong rừng nguyên chất của Hoàng Xanh thì ngọt ngọt thanh, nó không có phải là ngọt gắt. Đó, Hoàng Xanh thì vậy thôi, thêm một chút xíu nó đi cho đậm đà. Mật ong thơm á, bị kích thích từ cái mật ong rừng nguyên chất nè, rất là thơm từ bông tràm á, với lại những cái bông cỏ rồi đó, mấy cái nó có tính thảo dược luôn của chú anh chị. Đó, đây của chú anh chị, đây Hoàng Xanh có để sản phẩm trên này, của chú anh chị muốn ủng hộ cho Hoàng Xanh nha. Rồi, bây giờ sau khi mà khuấy đều lên thì Hoàng Xanh sẽ mời bà con cô bác. Thì mật ong rất là nhiều công dụng, không những là uống bằng hạt chia với nước ấm mà của chú anh chị có thể chế biến thức ăn, chú anh chị có thể ngâm bông đủ được, hoặc là của chú anh chị có thể là dùng rất là nhiều công dụng lắm. Bây giờ Hoàng Xanh kể không có hết, mà hầu như bà con mình thì không có xa lạ với mật ong rồi đúng không? Bây giờ Hoàng Xanh mời cả nhà mình dùng nha. Và Hoàng Xanh cũng không quên của chú anh chị với khán giả, thời gian vừa qua đã ủng hộ rất là nhiều mật ong của Hoàng Xanh. Cho nên thì Hoàng Xanh cảm ơn lắm, chúc cô bác mình luôn nhiều sức khỏe nha. Bây giờ thì Hoàng Xanh sẽ mời cả nhà mình uống mật ong pha với hạt chia và nước ấm nha. Rất là thơm của chú anh chị. Nó thơm kiểu như là nó có những cái mùi mật của hoa, của hoa rồi của những cái cây cỏ, rất là thơm luôn. Đây, mời cả nhà nha. Phải nói rất là đặc biệt, rất là ngon. Thì lúc trước thì Hoàng Xanh có mua về, Hoàng Xanh uống. Và sau khi uống thấy mật ong này nó nguyên chất mà nó chất lượng quá. Cho nên thì bây giờ Hoàng Xanh phân phối thì được rất là nhiều của chú chị với khán giả trong ngoài nước mua rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì Hoàng Xanh đã khẳng định được cái thương hiệu của mình là mật ong rừng nguyên chất của Hoàng Xanh rồi. Của chú anh chị mua thì liên hệ với Hoàng Xanh nha, nhắn tin cho Hoàng Xanh. Đây, mời cả nhà một ngụm nữa ha, rồi bắt đầu chúng ta sẽ phát quà cho bà con nghèo. Của chú anh chị đừng có chần chờ gì nữa nha, hãy nhấc điện thoại lên gọi điện cho Hoàng Xanh, hoặc là của chú anh chị có thể nhắn tin vô Zalo của Hoàng Xanh và fanpage của Hoàng Xanh nha. Thì quay lại câu chuyện của Hoàng Xanh, Hoàng Xanh xin được phép chia sẻ một chút xíu cái hồi ức ngày xưa. Thì hồi đó thì gia đình Hoàng Xanh nó rất là khó khăn đó chú anh chị. Thì do là vô tình khi mà Hoàng Xanh đi hát chương trình Hát Bài Ước Mơ giúp cho một người bạn gần nhà, thì lúc đó khán giả biết tới Hoàng Xanh rất là nhiều. Mà sau đó thì Hoàng Xanh cũng không hề biết là mình đã được quý khán giả biết tới. Hoàng Xanh vẫn bình thường, vẫn đi làm công nhân, vẫn đi làm đánh đàn organ cho chú anh chị.
Rồi sau đó nữa thì Hoàng Xanh quay YouTube, Hoàng Xanh thấy những hoàn cảnh khó khăn quá Hoàng Xanh quay. Rồi sau đó mình quay một thời gian cái tự nhiên khán giả biết tới cái kênh đó, ủa Hoàng Xanh ơi, cô chú biết con lâu rồi, anh chị biết em lâu rồi. Rồi sao mà không có cách nào liên lạc. Thấy rất là thích từ chương trình đó. Rồi sau đó thì Hoàng Xanh mới từ từ mới khán giả biết tới nhiều. Rồi từ từ Hoàng Xanh mới có ngày hôm nay. Cho nên thì dù biết là cái cuộc sống hiện tại Hoàng Xanh ấy chưa phải là giàu có gì, cũng chỉ đỡ hơn ngày trước, nhưng mà Hoàng Xanh vẫn không quên những cái cuộc sống cơ cực của mình, những cái nỗi khó khăn của mình từ trước đây. Cho nên thì dù thế nào đi chăng nữa thì Hoàng Xanh vẫn không quên những ngày tháng cơ hàng cơ cực của mình. Chính vì vậy đó là nguồn động lực cho Hoàng Xanh tiếp tục làm công việc thiện nguyện này. Cô chú anh chị nào yêu thương Hoàng Xanh nhớ tiếp tục theo dõi kênh và ủng hộ cho Hoàng Xanh, đăng ký kênh bằng cách là like rồi share rồi comment phía dưới. Và đặc biệt cô chú anh chị nào ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn, đó là Xanh cũng vui rồi. Tại vì Hoàng Xanh không có kêu gọi từ thiện, nhưng mà cũng không có nghĩa là Hoàng Xanh không nhận. Hoàng Xanh nhận rồi Hoàng Xanh đem trao dùm cho luôn. Đó là phương châm làm việc của Hoàng Xanh, là không kêu gọi từ thiện là như vậy. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không nhận đâu. Cô chú chị gửi thì Hoàng Xanh vẫn đưa tới nha. Còn kêu gọi để mà đưa vô tài khoản của Hoàng Xanh là Hoàng Xanh không có nhận. Tại vì Hoàng Xanh không có thích là cái chuyện mà nhận tiền mạnh thường quân xong rồi nó rất là nhạy cảm. Trừ khi cô chú anh chị gửi cho Hoàng Xanh đó, Hoàng Xanh ơi cô gửi để Hoàng Xanh đi thăm hoàn cảnh thì Hoàng Xanh nhận một ít. Còn đưa số tài khoản lên mạng xã hội kêu gọi thì xin lỗi, Hoàng Xanh không có làm điều đó. Cảm ơn cô chú anh chị biết khán giả rất là nhiều. Bây giờ Hoàng Xanh cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái đoạn video ý nghĩa thế này. Bây giờ cô chú anh chị hãy tiếp tục xem video này để cùng với Hoàng Xanh chia sẻ nỗi khó khăn cho bà con, là phát gạo cho bà con nghèo với 100 phần quà. Và ngày hôm nay thì Hoàng Xanh không quên cảm ơn một người cô nè, một người cô và một người chị và một người anh. Thì Hoàng Xanh dự định là sẽ phát một mình thôi ngày hôm nay, phát theo cái khả năng của Hoàng Xanh. Nhưng mà do là được tất cả những người thân của Hoàng Xanh ở đây muốn cùng với Hoàng Xanh phát quà cho bà con khó khăn, cho nên thì Hoàng Xanh cũng sẵn sàng làm điều đó. Cho nên thì chung tay luôn, coi như là bốn người nè, một anh nè, một chị nè, một cô nè. Thì Hoàng Xanh chúc cho những người có tin dưới đây thì thật nhiều sức khỏe, nhiều điều may mắn. Và không quên chúc cho toàn thể của chú chị với khán giả xem cơ Hoàng Xanh đã ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn cũng luôn nhiều sức khỏe. Chúc cho cô bác đang xem kênh Hoàng Xanh cũng thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi Hoàng Xanh mời cả nhà phát quà cho bà con khó khăn nha. Mời cả nhà. Kính thưa bà con, cô bác với khán giả, bây giờ thì bà con cũng đến đây rất là đông của chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì Hoàng Xanh cũng phối hợp với bên địa phương. Đây là có anh Điền phụ trách bên mặt trận ha. Rồi anh Rộng đây cũng phụ trách của bên phường 3. Thì ngày hôm nay thì Hoàng Xanh có phát phiếu cho bà con. Gần nhà Hoàng Xanh thì có mẹ Hoàng Xanh phát phiếu. Còn ở bên khu vực bên xã thì có bên xã sẽ phụ trách hỗ trợ cho Hoàng Xanh. Và bên phường 3 cũng như vậy. Thì nói chung là phần quà có giới hạn, nhưng mà mình sẽ chia được gì sẽ chia. Tại vì Hoàng Xanh rất là yêu mến quê hương mình. Bởi vì có quê hương thì mình có ngày hôm nay. Chính vì vậy thì người ta nói là quê hương thì là chùm khí ngọt. Đó, ai không nhớ thì không lớn nổi thành người. Chính vì vậy thì dù đi đâu làm gì thì Hoàng Xanh vẫn không quên quê hương mình. Đến chính vì vậy thì Hoàng Xanh kính mong bà con cô bác mình thì nhận được quà này sẽ cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Bởi vì món quà này là của Hoàng Xanh, ngày hôm nay ngày sinh nhật của Hoàng Xanh. Thì Hoàng Xanh có phát quà như thế này, cũng có những người thân của Hoàng Xanh cũng có trong này nữa. Mà mỗi năm thì nếu mà Hoàng Xanh có đủ điều kiện thì Hoàng Xanh vẫn tiếp tục phát quà cho bà con nghèo. Hy vọng là món quà này sẽ có ý nghĩa và gửi đến bà con khó khăn mình. Chúc bà con mình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc nha. Dạ. Rồi bây giờ mời hai anh sẽ hỗ trợ cho em. Bây giờ thu phiếu đi. Rồi bây giờ mình phát luôn. Chúc các con mạnh khỏe nha. Rồi, từ từ thôi. Rồi, cảm ơn. Dạ, không sao. Dạ. Rồi, chúc các bạn khỏe ạ. Chúc Hoàng Xanh được nhiều sức khỏe. Dạ rồi. Rồi, chú coi trên clip thì rất là quý. Dạ rồi, cảm ơn bà. Chúc bà mạnh khỏe. Dạ. Chúc sức khỏe. Dạ. Rồi, chúc mạnh khỏe bên đây. Dạ. Tới chưa, khoan nghe, từ từ. Tới chỗ này nghe cứu ạ. Rồi. Rồi, chúc các chú mạnh khỏe nha. Dạ, phần quà này gạo ngon lắm á. Cho nên thì mình đem về mình nấu cơm cho thật là ngon. Dạ. Rồi, chú này một phần. Rồi, chúc bà mạnh khỏe nha bà. Dạ rồi, gạo 10kg đây. Rồi, tới con này một phần. Rồi, chị. Rồi, các cô chú về thông thả, chưa đường dưới lối đi nha. Rồi, cảm ơn chỗ anh. Dạ, không sao. Rồi. Rồi, đi từ từ. Đi từ từ đi, cái chừng té. Từ từ. Đúng rồi, mình chừa một cái đường này để đi, đường này đừng có lên đường kia đi, lên đường kia. Lên một hàng được rồi. Chen này cái luôn. Rồi. Từ từ. Không, đi lên đường kia đi xuống dưới đường này chứ gì chen lát nữa được.
đây nè, đừng có đi lên hàng này nữa nha, lên khoan cái đường dưới nghe coi, ở trước đi trước, tại sao lên trước dạ. Được. Tới đây, rồi tới coi rồi dạ. Rồi cô này dạ, dạ rồi, rồi dạ cô đây tới tới bà lão luôn rồi. Chúc cô bác mạnh khỏe nha. Rồi khoan từ 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 đúng rồi, chưa cái đường đi như vậy á, đi từ từ thôi. Dạ. Có bé này đây, bé này, bé này. Rồi tới con này luôn. Mau lắm, cái gì cứ mau lắm. Rồi. Đây chung với ba nè. Rồi rồi rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi. Rồi tới chú. Rồi, chú mạnh khỏe nha. Rồi. Cảm ơn. Sao nó bèo nhiều quá vậy? Không, mình coi ngày thấy bèo nhiều, thấy cũ quá. Mới phát là sáng đó. Dạ. Rồi, dạ, hai phiếu. Hai phiếu. Rồi, rồi, hai phiếu. Hai phiếu rồi, từ từ. Rồi, phát câu luôn rồi. Để xuống đây thì mới không nói. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, rồi, rồi, cô. Rồi, đây luôn, đây luôn. Rồi. Bán cái gì các bạn ơi? Mình ngồi con đang yên nha. Rồi. Cảm ơn chút còn xanh xin con. Dạ không sao, không sao. Kệ đi. Thấy bà con vui là được rồi. Nhiều khi mừng quá quên. Nhưng không sao. Rồi cô bác nào có phiếu từ từ lên luôn ha. Rồi chị, rồi qua đây con. Rồi chị có được 10 cái gạo mừng lắm phải không? Rồi chúc con nấu cơm ngon nha. Hồi xưa không có gạo nấu, mỗi lần đi mượn cũng khó nữa. Bây giờ thấy bà con khó khăn á, mình phát cho bà con vậy mà thấy cũng vui nữa. 10 ký gạo thì ăn cũng được lâu á. Mà mình mua gạo ngon nữa. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Liên Huệ, cô Lan Mách Thiêu và anh Khoa. Bà đó bà nhất Linh lấy dùng cho bà. Dạ lấy dùng. Còn ai chứ? Còn phiếu ai nữa không? Còn ai nữa? Rồi. Rồi, nhận quà đây, có phiếu là nhận quà. Phiếu của ủy ban có bọc là được à. Nó nặng mình ấy mới mai con phát không? Dạ. Nó chích tét thì dân bạch phiếu thế. Let's call. Rồi còn gì còn không? Rồi, tạm ổn rồi đó. Thôi lỡ gì hỗ trợ em luôn đi, bây giờ hỗ trợ em thằng này luôn. Rồi hỗ trợ cho mấy cô không có thiếu được không? Này dân này không có thiếu rồi. Mấy mấy bữa nay con lắm anh, nè con. Thôi chân vua vua quả, thôi vua quả. Thôi thôi vua đó. Nè mua mua. Ha cần mua vua. Dạ ở kênh sốc sáu bảy vậy. Sao mỗi thăm cái... không không biết là cái gì cắn không biết hồi nãy. Thôi cảm ơn nha. Dạ. Dạ dạ không sao, cảm ơn mẹ cũng được. Cái này gạo mới luôn nè, còn cám nữa, ta mới đi xay lúa vậy. Dạ dạ rồi. Tại vì mình chia phiếu hết rồi, biết người quen đó. Rồi. Rồi tao ta xong số 7. Dạ 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 dạ. Ngoài này có không ngoại? Có không mẹ? Có rồi được. Rồi anh hỗ trợ luôn kìa. Dạ dạ dạ. Vô vô vô. Thấy sông số 7 đấy, người nói nghe. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Ê bây giờ mặt đau đi á. Mặt đau đau. Thấy cô ba nó quay nó xanh á. Ba nè, tao đây. Rồi mình sao mình đủ chưa? Mình chừa lại 10 phần nha, cho một lát mình cho các bác cao tuổi á. Chưa anh còn 2 phiếu. Bác lớn tuổi á. Dạ. Dạ về cái gì phần 3 đó. Đúng rồi, rồi mình lấy đi, mình lấy 10 phần đi. Tại vì cô bác lớn tuổi bị bệnh, cô chú anh chị không đi được, Hoàng Xanh gửi cho bên phường 3 luôn.
4. Rồi chia ra đi. 5. Rồi cho anh Hoàng Xanh gửi đến các cô bác lớn tuổi nha bé. Dạ. Có gì nhắn gửi nói chúc cô bác mạnh khỏe. 8. 10. Rồi đủ mọi phần của em bên. Rồi anh Điền đâu? Anh Điền đủ chưa? Anh đủ chưa? Em đủ rồi đó. Đó rồi, về đây. Theo phiếu thì em còn một phiếu chưa nhận. Một phiếu thì lấy. Không, mọi người em đi giao người ta gọi mà ta không lại thì sao vậy? Người ta không lại hả? Dạ. Nhưng mà chừa lên phần đi cho chắc. Cho bên đồ đi anh Điền. Bên đại khổ nè. Không có em. Em về em nghỉ rồi, em có lấy gạo. Không lấy gạo hả? Vậy hả? Ủa còn phiếu anh đi. Còn phiếu là phiếu nè. Đây, thì cũng có anh luôn biết qua. Đúng luôn. Rồi sao chị? Em nghỉ đầu này rồi. Sao vậy? Mưa gió cỏ quanh xanh để cho xin 50% thì xe em về. Vậy đó hả? Tiền không có tiền. Cô chú chị thì Hoàng Xanh chia sẻ chị này là trên đồ lô tô gần chùa gần nhà Hoàng Xanh. Rồi sao hát không có tiền hả người đẹp? Phải, tại vì em đi về đó. Đi về nghỉ hát luôn hả? Rồi nghỉ hát rồi tiền đâu lấy chồng? Thấy thằng Phước nạn gì mà chọn. Đúng không? Điền chậm em đi về. Vậy á hả? Thôi giờ để chờ xíu đi. Mẹ có tiền thôi cho anh con mượn. Anh có đem tiền lại đó. Thế có tiền đó không? Rồi chờ xíu đi. Rồi cảm ơn anh Điền nha. Chờ xíu đi. Cảm ơn anh Điền nhiều nha. Chúc anh mạnh khỏe. Cảm ơn nói chung là ủy ban nhân dân xã mình lúc nào cũng hỗ trợ em để lúc nào cũng luôn hỗ trợ em để cho em hoàn thành tốt cái công việc thiện nguyện này. Hy vọng em sẽ có cái có được hỗ trợ của bà con á, em tiếp tục giúp đỡ cho quê hương mình. Đặc biệt em luôn là phối hợp với chính quyền địa phương để mình giúp người đúng hoàn cảnh. Rồi cảm ơn anh Điền nha. Anh thay mặt chỗ đảng ủy, ủy ban, ủy ban mặt trận xã. Dạ. Cùng với bà con cảm ơn chỗ gia đình chỗ Xanh. Dạ. Chia một phần gạo để cho bà con phải nói là cái này là niềm vui lớn. Dạ. Thay mặt địa phương thì cảm ơn Hoàng Xanh rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh Điền. Dạ. Chúc anh Điền mạnh khỏe luôn nha. Rồi mấy bữa nay sao đòn lên bên đây sao về vậy? Thì giờ em đi về em không có làm. Vậy hả? Không có làm là tại sao không làm hay là mình không làm? Vậy, em không làm đi về nhà. Về nhà hả? Về nhà mình làm nghề gì? Em đi hát hội chợ mà cái đó làm gì ta? Thì em đi hát hội chợ tên Băng Nhi. Băng Nhi rồi ở nhà tên gì? Ở nhà em tên Toàn. Nguyễn Quang Toàn hả? Rồi vậy thôi bây giờ thì bữa nay sinh nhật anh. Em tới đây thì cũng đủ duyên. Dạ. Thì thôi anh giúp cho em 100.000 để em đi về. Được không? Dạ, 100.000 được không? Để xin nhiêu? Để anh cho em 100, để em nhận 100. 100.000 thôi. Rồi thôi kính thưa cô chú chị thì tất cả trong cộng đồng LGBT thì Hoàng Xanh cũng có quay rồi. Thì bất cứ một người nào họ sống tốt thì họ cũng đáng sống. Cho nên thì mình luôn ủng hộ những hoàn cảnh. Chính vì vậy thì khi mà Hoàng Xanh thấy những anh chị đoàn lô tô, Hoàng Xanh thấy thương lắm. Mấy bữa nay thì lợi chùa hát nhưng mà sư cũng thường cho gạo lắm. Rồi bây giờ có lẽ là công việc thì bấp bênh đó nên thôi về đúng không Băng Nhi? Rồi bây giờ anh gửi em số tiền này, cái này cái tấm lòng của anh. Gửi em 500. Rồi chúc em mạnh khỏe nha. Cảm ơn. Rồi chúc em với các chị trong đoàn mạnh khỏe nha. Rồi em về đi. Chúc mạnh khỏe nha. Rồi không có gì rồi. Chúc em mạnh khỏe nha. Rồi kính thưa quý chú chị, bây giờ thì Hoàng Xanh cảm ơn cả nhà đã xem clip rất là nhiều. Chúc cho bà con mình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Thì Hoàng Xanh chia sẻ thì bất cứ một người nào thì họ cũng đáng được sống của chú chị. Thì con người mình mà khi mà sinh ra tay không thì về cũng tay không luôn của chú chị. Chính như vậy thì sự sẻ chia thì mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Cho nên thì Hoàng Xanh làm được những điều thế này thì Hoàng Xanh rất là hạnh phúc. Bây giờ thì Hoàng Xanh xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.